Thư sư có nên quan hệ trước hôn nhân không? Đối với những cái bạn trẻ đó thì sư khuyên như thế này nè. Nếu như mà tính theo luật ấy, tính theo luật ấy, ha, thì quý vị chỉ có thể quan hệ trước hôn nhân khi nào đó mà gia đình của bên cô gái đó cho phép, thì khi đó quý vị mới có thể quan hệ trước hôn nhân. Còn nếu như gia đình bên phía cô gái đó, bên đàn gái đó không có cho phép đó, thì chúng ta không có được quan hệ trước hôn nhân, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhắc mới nhớ, nó có quý vị làm sẽ nhớ một cái lời dạy của bố của sư, nó liên quan đến gần đây đó. Có một số cái tranh luận là có nên đó là một cái chàng trai mà yêu cầu là lấy một cái cô gái mà còn trong trắng ấy, thì có nhiều người phản ứng một cách dữ dội. Đó là đàn ông bây giờ đó, quen người ta thì cứ muốn quan hệ trước hôn nhân, nhưng mà đến hồi mà cưới đó thì cứ đòi cưới những cô gái trong trắng thì ở đâu mà ra đấy. Nó làm sư nhớ đến bố của sư. Cái lời dạy đó bố sư thôi, chứ không chưa có nói gì cao siêu. Đó là khi mình là đàn ông ấy, thì mình phải là người có trách nhiệm. Cái chuyện mà quan hệ trước hôn nhân ấy, thì nó là điều không có nên. Nhưng mà nếu như mà mình lỡ mà mình xảy ra cái chuyện đó, thì mình nên là người đàn ông có trách nhiệm. Tức là lỡ mà ngủ với cô nào rồi đó thì phải cưới người ta. Còn mình đã xác định mình không có cưới, đã xác định là không có cưới, hoặc là mình chưa xác định là mình sẽ cưới đó, thì phải biết giữ gìn. Đó là cái quan điểm của bố của sư. Có thể đó quý vị, một số người nghĩ ông già cổ lưu sĩ thì tùy quý vị thôi. Nhưng mà khi mà bố sư đưa ra cái lời mà dạy như vậy đó, tức là như thế nào, mình là người đàn ông thì mình phải sống có trách nhiệm, có trách nhiệm với chính mình và có trách nhiệm với cái người phụ nữ mà mình đang tiếp xúc. Phải có trách nhiệm với người ta, chứ không phải là trong mắt của mình ấy, trong đầu của mình á, chỉ đơn giản là có cái nhục dục không thôi. Mà suy nghĩ là cái lời dạy mà một người đàn ông sống phải có trách nhiệm thì ở cái thời đại nào thì nó cũng là cần thiết. Còn khi mà mình đã nhắm là mình không chắc là mình sẽ tiến tới hôn nhân với một người nào đó, thì mình nên giữ gìn cho người ta, tức là mình có sự tôn trọng với người ta, không cần biết là người ta có còn hay không còn, nhưng mà mình phải có sự tôn trọng đối với người ta. Thì đó là cái lời dạy mà sư nghĩ là vào thời đại nào thì nó cũng là đáng quý.